mà xem đi chị. Thôi cậu vào xem đi, tôi ở đây cũng được. Em vừa nghe tin vụ đó đổ bể rồi. Thế à? Bà này, ta ra ngoài đi. Hai bác nói giúp với cháu là chúng tôi có việc phải về trước. Hết tất cả 360 nghìn.
Bác làm ơn tính tiền cho ông bạn cháu. Được thôi. Mời cậu ạ. Về đây. 360.000 hả? Dạ. Chào các cô các cậu nhé. Dạ. Gửi lại cậu 40.000 ạ. Mời cân. Chào cô cậu nhá, lần sau lại đến nhà hàng tôi nhá. Anh ạ, theo em, tình hình này, anh chị phải thế chấp nhà cửa, đền bù cho công ty, mày ra mới gỡ được. Nhà nào? Chú định nói bán nhà nào? À, phải rồi. Anh này, hay ta bán cái nhà ở quê đi. Khu đất ở ven ngoại, bây giờ được giá lắm. Đây là đất Hương Hòa, bán thế nào được? Tôi đã hứa với mẹ thằng Dũng rồi. Chú Trung nói đúng. Ta tạm bán ngôi nhà này. Ông nói dễ nghe nhỉ? Ông định để tôi đứng đường chắc? Ai bắt em đứng đường? Ta tạm bán ngôi nhà này đi để lo công việc đã. Con chào bố ạ. À, con về rồi đấy à? Con vừa mới về. À, sao ạ? À, không không sao cả. À, thế nào? Kết quả bài thi của con thế nào? Tốt lắm bố ạ. Tiết mục của bọn con được đánh giá rất cao. Giám đốc nhà hát giao hưởng đã đăng ký tuyển dụng ngay sau khi bọn con tốt nghiệp đấy ạ. Thế à? Sao bố với dì lại bỏ về ạ? Bố xin lỗi con. Bởi vì công ty lúc bây giờ có việc rất gấp, bố phải về ngay. À, thế con có đói không? Không ạ. Thôi bây giờ con lên phòng nghỉ, mai bố con mình sẽ nói chuyện với nhau nhé. Vâng. Nào, ăn đi con. Dồi ôi mẹ ơi, con ăn hết thế nào được? Ăn cố đi. Thôi thôi, nhiều quá. Mẹ muốn bố béo cho con đấy. Chứ dạo này trông con như cây xào ấy. Ăn đi. Vừa không hả ông? Được. Bố mẹ ăn trước đi nhá. Này anh mới dậy à? Muộn rồi, em bị thầy giáo phạt là tội anh đấy. Ngon, ngủ một mạch đến sáng, mẹ phải gọi em dậy. Thôi thôi, không phải đến đón em đâu. Mà thôi cũng được. Nhưng mà anh phải dậy đi, dậy ngay đi. Đi ăn sáng, xong đến đón em, nhá. Em ăn rồi. Thôi nào, ra ăn đi con. Chúng mày còn cả một ngày gặp nhau cơ mà. Vâng, mẹ đợi con một chút. Anh phải nhớ đón em ngay đấy. Ăn đi con. Bố, sao hôm nay bố đi làm muộn thế hả bố? Bởi vì bố muốn gặp con. Đây, bố thưởng cho con. Con xin bố. Sao bố cho con nhiều thế à? Con đừng nói cho gì con biết. Đây là tiền riêng của bố. Bố cầm lấy đưa gì, con không nhận đâu. Kiều Dũng, tại sao con không hiểu bố rất yêu con? Con là niềm hy vọng, niềm tự hào của bố. Chẳng lẽ con không hiểu được điều đó sao? Bố ạ, bố con mình ít có dịp gặp nhau quá. Con thì bận học suốt ngày, còn bố thì mải kiếm tiền. Thỉnh thoảng gặp nhau ở trong bữa cơm chiều thì lại có gì ở đây. Thành ra bố con mình chẳng có dịp nào nói chuyện với nhau cả.
Bố ạ, chồng bố dạo này già đi nhiều quá, tại bố vất vả quá đấy. Suốt ngày lo kiếm tiền, nhưng hình như không phải cho bản thân bố. Thế thì nhiều tiền mà làm gì hả bố? Biết làm sao được hả con? Đã chót đâm lao, đành phải theo lao thôi con. Bố, con đâu có trách việc bố bỏ mẹ con. Hai người không hợp nhau thì chia tay. Con chỉ trách vì sao bố lại quan tâm đến dì con quá như thế. Bố xây được nhà cửa to đẹp như thế này rồi mà dì con vẫn chưa thỏa mãn. Kiếm được đồng tiền lương thiện thì khó. Con chỉ sợ. Con định ám chỉ gì thế? Con nói thế là vì lo cho bố. Còn tôi cũng biết lo cho tôi rồi đây. Bố, hay là bố bỏ đây đi. Mình để lại cho dì tất cả. Bố sống với dì có hạnh phúc gì đâu. Dì lúc nào cũng hạch sách bố về tiền. Bố, sao bố không quay lại với mẹ con? Gia đình mình lại hạnh phúc như trước. Muộn rồi con ạ. Mẹ con sẽ không tha thứ cho bố. Thôi, đến giờ bố phải đi làm rồi. Còn số tiền này, con cứ cầm lấy hay gửi về cho mẹ cũng được. Khi nào có thời gian rồi, bố con mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Với nhau như thế này tôi sợ. Ông lại lo bò trắng răng rồi. Chúng nó chơi với nhau từ thuở nhỏ, vừa nứt mắt ra đã yêu với đương gì mà ông phải lo. Phóng gì phóng nhanh thế, đuổi mãi không được. Dũng ơi, cậu có tiền cho tớ vay 20.000 rồi. Làm gì? Mụ chủ quán mụ giữ gìn bộ đồ tập của tớ rồi. Kệ ông, hết tiền cắm quán, cắm luôn làm rẻ bà chứ đỡ phải lo. Phải đấy Hải ạ, cắm cọc luôn. Thêm người thêm bát chứ mấy. Cậu im mồm đi. Thôi Dũng, tớ hứa với cậu một lần nữa thôi, mấy nữa bà già gửi tiền lên, tớ trả cậu ngay. Cứ cầm cả lấy mà tiêu, bao giờ có giả cũng được. Ở lớp này mỗi mình cậu tốt với tớ thôi. Thưa thầy, cho em xin vào lớp ạ. Sao cậu đến muộn thế? Dạ thưa thầy, em đến sớm nhưng em bị đau bụng, em phải xuống phòng y tế để xin thuốc ạ. Em vào lớp đi. Nào tất cả vào chỗ tiếp tục. Đây. Thank you.
gọi gì đâu. Đây là của ông chủ mời. Anh ơi, cho em hỏi phone ở đâu ạ? Mời chị ra kia. Xin mời chị. Xin mời. Cảm ơn. Em gọi cho ai đấy? Em gọi cho mẹ. Alo, mẹ đây à? Mẹ đây. Được, nhưng phải về sớm đấy nhá. Giám đốc và công đoàn nghệ thuật Hà Nội đã sẽ kết phong trào thi đua kỷ niệm lần thứ 67. Còn nó gọi về đấy à? Vâng. Thôi, ông dậy cơm trước đi. Hôm nay chúng nó tập phải khuya mới về cơ. Đã đăng ký 32 công trình sản phẩm trị giá 75 tỷ đồng. Công trình xây dựng. Tôi là Lê Sơn, chủ cửa hàng này. Các bạn nhảy đẹp lắm, làm cho không khí tối nay sôi động hẳn lên. Để tỏ lòng kính trọng nghệ thuật, xin phép hai bạn cho tôi được vinh dự chiêu đãi hai bạn tối nay. Nào xin mời. Cảm ơn anh. Xin anh để cho khi khác. Hôm nay là ngày vui riêng của bọn em. Tôi xin lỗi, nhưng khi thấy hai bạn nhảy, tôi chợt nảy ra ý định muốn mời hai bạn thường xuyên đến đây công tác, biểu diễn cho nhà hàng. Mỗi tối tôi xin trả cho mỗi bạn là 100.000 đồng. Xin lỗi anh, bọn em chưa thất nghiệp. Chỗ chúng tôi đâu cần tuyển những người thất nghiệp, mà cần tuyển những người có tài. Cô thấy thế nào? Bọn chúng em vẫn chưa phải là học sinh tốt nghiệp anh ạ. Với lại đây không phải là đất diễn của chúng em, mong anh thông cảm. Đây là các của tôi, khi nào cần các bạn cứ phone đến, tôi sẵn sàng tiếp nhận. Chúc hai bạn vui vẻ. Mời ông. Mời bà. Tình hình này có khi tôi phải mua 3 đồng thuốc để nhuộm răng cho bò đấy bà. Giàu ơi, đâu khác có đó. Chúng nó quý nhau thì yêu nhau cũng được chứ sao nào. Tôi chỉ sợ nó giống bố nó thì khổ con gái mình. Thôi, ông ăn nốt đi để tôi còn dọn dẹp xem phim chứ ông. Thank you.
gì thế bố? Bố, bố không phải đi đâu cả. Không được con à. Bố, bố phải trả giá cho sự mê muội của mình. Bố thật có lỗi với mẹ con. Không có bố, con cố gắng học thành tài. Thôi, bố đi. Bố! Nghe cháu, bình tĩnh cháu. Sao lại chẳng thấy chúng nó đi với nhau nữa mày ạ? Hết tiền thì hết tình chứ sao? Chúng mày chỉ lắm chuyện, rõ ràng đâu mà cứ bàn với tán. Bà thì biết gì. Quỳnh. Dạ. Hôm nay em Dũng có đi học không? Em không biết ạ. Em có số điện thoại nhà Dũng không? Có ạ. Alo, đây có phải là số máy nhà em Dũng không ạ? Dạ, tôi là giáo viên chủ nhiệm ạ. Vâng vâng, phải đợi tí. Alo. Dạ. Thế hả? Tôi lại cứ tưởng cháu vẫn đến trường đấy chứ ạ. Vâng, thầy thông cảm. Hoàn cảnh của tôi thầy cũng biết rồi đấy. Tôi không phải là mẹ đẻ của cháu. Vâng. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Vâng, cảm ơn thầy. Tôi đến 100.000 rồi, cậu thanh toán cho tôi đi. Cứ ghi vào, giả sao? Không, nhưng mà cậu đã khất lần khất lượt nhiều quá rồi. Cái ông này, chắc lép thế à? Không phải. Tôi bảo tôi giả là tôi giả, chứ tôi còn quỵt tôi mà sợ. Không phải, quán tôi ít vốn, chỉ lấy công làm lãi thôi. Hàng quán chẳng còn tiền, cậu xem có cái gì cậu... Đây, cầm lấy, tôi chuộc lại sau. Kiệt xác còn tình tướng, lần sau đừng có hỏng. Ê, chú mày ơi, nhìn kìa. Anh Dũng ơi, em xếp đấy à? Thằng nè, khỏe không em? Cảm ơn, anh định chuyển cho nghề xếp à? Đâu, bà Lê đấy chứ. Cấm, chặt sụa mùi rượu. Anh vào thay quần áo đi, kẻo thầy đến bây giờ. Nãn sớm. Khẩn trương vào lớp chúng mày ơi. Thằng Dũng hôm nay vẫn nghỉ hả mày? Chắc chán đời vì bố nó bị bắt mà lại. Thế là chan mặn con khát nước. Đúng quá thôi còn gì. Bố ăn cắp của nhà nước, con ăn cắp của bố. Thế mà vênh váo nhìn đời bằng nửa con mắt. Giờ xe máy bán rồi, xẹp như con rán. Mày nói ai là con rán? À? Tao, mình... Bình tĩnh Dũng, bình tĩnh. Tao là con rán thì mày là con dẹp, nghe chưa? Đi. Dũng chuyện gì thế này? Dũng sao vậy em ạ? Đi ngay xuống y tế. Những 5 năm cơ hả ông? 5 năm là còn ít đấy. Tham ô hàng tỷ đồng của nhà nước chứ có phải là ít đâu.
Tôi đã nói với bà mà. Tội nghiệp. Hay là ông ấy bị oan? Oan à? Nếu oan thì lấy đâu ra nhà lầu? Vợ trẻ nhanh thế. Bà cứ giễu tôi mãi đi, ló bò trắng răng. May mà con gái mình. Ông lạ thật. Tội ai người ấy chịu chứ. Con chào bố mẹ. Chào con. Con đã về đấy à? Dạ vâng. Anh Dũng, vào đây đi. Cháu chào hai bác ạ. Chào cháu. Mẹ có để phần cơm cho bọn con không? Có đấy, để mẹ đi hâm nóng cho con ăn nhé. Cháu ngồi xuống. Dạ. Cháu uống nước đi. Cháu xin bác ạ. Cháu đọc báo chưa? Dạ, rồi. 5 năm chứ có phải là ít đâu. Hồi bác còn ở trong quân ngũ, bác cũng muốn làm giàu lắm chứ. Nhưng cứ nghĩ đến ông bà, cha mẹ đều là những người làm ăn lương thiện, có muốn làm giàu cũng chẳng dám. Bác nói đúng đấy ạ. Cháu cũng không hiểu tại sao bố cháu lại làm như thế. Rõ là các cụ nói cũng chẳng sai. 100 năm bia đá còn mòn, chứ 1000 năm bia miệng thì cái tiếng xấu này biết bao giờ mới gột được, phải không cháu? Dạ vâng. Gia đình nhà bác gái mấy đời làm nhà giáo, cho nên khi nghe đến chuyện bố cháu bị xử tù vì tội tham ô nên bác ấy kinh hãi lắm. Chỉ sợ gần mực thì đen. Cảm ơn bác. Bác dạy thế cháu hiểu rồi. Xin phép bác cháu về. Anh Dũng. Quỳnh, con cứ để cho nó về. Có lẽ con phải chấm dứt với nó thôi. Không bao giờ đâu bố ạ. Nhất là vào lúc này. Quỳnh. Anh Dũng. Thôi em về đi. Bố em nói đúng đấy. Gần mực thì đen. Anh Dũng. Anh Dũng. Nào, uống đi nào. Nào. Từ từ. Dũng về đây à? Dũng này, sáng nay thầy chủ nhiệm báo dạo này con bỏ học nhiều quá đấy. Dì đã bảo rồi, phải gắng học chứ, đừng có nghỉ nhiều như thế. Vâng, con cũng mong dì đừng tiếp khách khuya như thế này nữa. Thưa các đồng chí, theo như sự phản ánh của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và ban cán sự lớp, cũng như qua thực tế tìm hiểu, điều tra của tôi, thì tình hình vi phạm nội quy học tập và rèn luyện của em Hoàng Dũng là nghiêm trọng. Liên tục bỏ giờ, say rượu, gây gổ. Nếu như nhà trường chúng ta không có những biện pháp cứng rắn, thì tôi e rằng em Hoàng Dũng sẽ còn vi phạm những khuyết điểm mà chúng ta không lường hết được. Do đó cho nên tôi đề nghị đồng chí hiệu trưởng cảnh cáo em Dũng trước toàn trường, đình chỉ học tập 1 tuần ạ. Tình hình căng thế cơ à? Vâng, đúng như thế. Tôi xin có ý kiến. Vâng, xin mời. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Thảo tổ chức. Nhưng theo tôi, ta nên thay việc kỷ luật đình chỉ việc học tập của em Dũng bằng cách bắt em Dũng lau dọn sàn tập hoặc dọn vệ sinh chẳng hạn. Có đồng chí nào còn ý kiến gì không? Ý kiến đồng chí Tùng chủ nhiệm thế nào? Vâng, tôi xin có ý kiến. Tôi nhận thấy tất cả các ý kiến của các đồng chí đều đúng sự thật và có lý. Nhưng còn một khía cạnh khác tôi muốn nêu ở đây để các đồng chí cùng xem xét. Đó là sự kiện bố của Dũng bị bắt.
Tất nhiên, tội của ông ta sẽ được tòa án phán xét. Chắc chắn đó là một cú sốc tâm lý mà người còn ít tuổi như Dũng khó mà chịu đựng nổi. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân chính gây ra những khuyết điểm của Dũng trong thời gian gần đây. Tôi nghĩ lúc này chính là lúc Dũng đang cần một sự động viên an ủi, một chỗ dựa tinh thần để em đứng vững. Vì vậy, việc kỷ luật Dũng quá nặng sẽ dẫn đến những hậu quả không hay cho em đó. Chúng ta ai cũng biết Dũng là một học sinh xuất sắc nhất khóa, có thể nói là nhất trường. Đào tạo một diễn viên như thế không dễ. Tôi có thể nói trong tương lai Dũng là một diễn viên múa có tài. Xin lỗi đồng chí hiệu trưởng, tôi thấy muốn có tài trước hết phải có đạo đức, phải tôn trọng tổ chức, tôn trọng kỷ luật của nhà trường. Chẳng lẽ mới có tài một chút mà muốn làm gì thì làm à? Em chào các thầy các cô ạ. Thưa cô hiệu trưởng, thưa thầy chủ nhiệm, em xin thôi học. Đây là đơn của em. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh Dũng, tại sao anh lại bỏ học? Cần gì phải biết tại sao? Anh chán lắm rồi. Anh chán cả em sao? Đừng bắt anh phải trả lời trong lúc này. Ông cần gì? Tôi là cậu cháu Dũng. Cháu Dũng có nhà không ạ? Ông về ông nói với cái thằng cháu côn đồ của ông, lần sau đừng có vác mặt đến đây nhé. Thôi chị, chấp mũi làm gì? Bây giờ phải đi tìm cháu đã. Khuya rồi, cậu uống nhanh lên để cho tôi còn dọn hàng chứ. Cho chén nữa. Cậu uống nhiều quá rồi đấy. Uống nó chén này thôi nhá. Có phải nó kia không? Dũng,
tìm con mãi. Con nhục lắm mẹ ơi. Mẹ cũng thế. Chúng nó bọn sâu mọt. Loại người như thế chấp làm gì con? Con phải trả thù. Con mẹ giỏi lắm. Mẹ tin. Mẹ tin là con sẽ lấy lại danh dự cho gia đình mình. Bây giờ con hãy nghe mẹ. Về với mẹ nhá. Chị lại về, không ở lại thêm với cháu vài bữa nữa. Thôi, chị phải đi, nhờ cậu trông nom giúp cháu nhá. Em biết rồi, chị đi đâu mà sớm thế, cơm nước đã nào. Chị phải đi, cơm nước sau. Thế nhưng bây giờ chị đi đâu? Chị đến trại giam thăm. Chị chỉ thân làm tội đời, mặc xác cái lão ấy, dèo gió thì phải gặt bão. Thôi mà cậu, ai đánh kẻ chạy lại bao giờ. Anh cậu đã biết hối cải là tốt rồi. Mẹ. Mẹ đi đâu bây giờ? Mẹ đi thăm nuôi bố con. Thật thế hả mẹ? Ừ. Mẹ cho con đi với. Con nhớ bố lắm rồi. Ừ. Chị đi cậu chị nhé. Đi. Cho Phạm Nhân Hùng ra gặp nhà. Phạm Nhân Hùng, mời đồng chí. Vào đây. Bố. Bố có khỏe không bố? Tôi có lỗi với mình, với thằng Dũng. Con học thế nào? Con học vẫn tốt. Anh cần gì không? Tôi chỉ cần mình với con. Anh yên tâm cải tạo cho tốt. Mẹ con em lúc nào cũng chờ anh. Sáng hôm nay bà cho rau cải vào mì ăn ngon hẳn lên đấy. Ơ kìa, ăn đi chứ con. Con no rồi ạ. Ơ, sao ăn ít thế hả Quỳnh? Chỉ tại ông. Bà cứ làm như nó không ăn là cũng tại tôi. Alo, cháu hỏi anh Dũng ạ. Cháu hỏi thằng đấy làm gì? Nó xéo đến ở nhà thằng cậu rửa xe rửa pháo gì đấy. Mà này, cô khuyên cháu nhá, quên ngay cái thằng khùng ấy đi, kẻo khổ cả đời đấy con ạ. Em nhớ anh quá. Anh cũng thế. Sao thế anh? Tại anh bận lắm.
Em không sợ gần mực thì đen à? Anh mà nói thế thì em về đây. Quỳnh. Em đi đây. Quỳnh, Quỳnh. Anh đùa đấy. Kìa, hai cháu vào nhà đi. Mình vào nhà đi. Chào chú ạ. Nhìn thấy cháu là cậu nhận ra ngay. Thôi mời bạn vào nhà đi. Đi. Mẹ đâu hả anh? Mẹ vừa đi thăm bố rồi. Ôi, thật thế à? Tuyệt, bao giờ dỗ chúng mình đi thăm bố nhá. Đợi khi nào anh kiếm được khá tiền đã. Bằng nghề rửa xe á. Chứ sao? À, anh Dũng có còn nhớ Tây Lê Sơn không? Sơn nào? Chủ vũ trường mà chúng mình vẫn thường đến nhảy. Nhưng sao? Ông ấy vẫn nhắn mời chúng mình đến đấy. Anh thấy thế nào? 100.000 một tối chứ có ít đâu. 200 chứ. Ừ nhỉ, cả hai chúng mình là 200. Nhưng em định nhảy điệu gì? Còn điệu gì nữa? Cảm ơn hai bạn. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là nghệ thuật múa. Thật tuyệt vời. Xin gửi hai bạn, tôi hứa nếu vũ trường làm ăn phát đạt, tôi sẽ tăng thù lao gấp đôi. Chúng em cảm ơn anh ạ. Thôi, bây giờ hai bạn cứ tự nhiên. Nếu cần gì cứ gọi, nhà hàng sẽ phục vụ vô điều kiện. Cảm ơn. Dạ vâng. Lại một pha tấn công nữa của các cầu thủ đội tuyển Pháp. Đây đã là những giây cuối của hiệp 1. Và trong hiệp 1 thì các cầu thủ của đội tuyển Pháp đã tạm dẫn điểm trước. Hai đội ra sân tạm nghỉ. Đến giờ này mà nó vẫn chưa về. Nghiêng về phía các cầu thủ đội tuyển Pháp. Trên màn ảnh các bạn là các cổ động viên của đội Tây Ban Nha. Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy giáo Tùng không ạ? Những diễn biến của hiệp 2. Dạ, tôi là bố cháu Quỳnh đấy ạ. Các cầu thủ của đội. Dạ, xin thầy cho biết mấy tối nay các cháu có phải tập thêm buổi tối không ạ? Đầu tiên của hiệp 2. Thế ạ? Dạ, cảm ơn thầy ạ. Từ một pha tổ chức tấn công bên phía cánh trái, đồng đội đã tạo điều kiện cho cầu thủ đeo số 6 là Oscar Garcia đem bóng ghi bàn. Thôi em về đi, kẻo bố em lại dày ra. Anh không lên nhà à? Thôi, để khi khác. Này, cứ như thế này chúng mình mua được xe máy đấy. Mua được cả nhà kia mà. Thôi em về nhá, ghét anh lắm. Hai cầu thủ của đội tuyển Pháp để tạo. Bà thấy chưa? Quá nửa đêm rồi nhá. Đưa bóng vào lưới thủ thành Lionel Letizy của đội tuyển Pháp. Con chào bố mẹ. Con đã về đây à? Dạ. Bố, hôm nay bọn con phải tập tiết mục mới để chuẩn bị thi tốt nghiệp mà. Tiết mục mới à? Thôi ông, con có đói không? Nhà hôm nay ăn phở, để mẹ hâm nóng cho con ăn nhé. Thank you.
không ngờ mày trở thành thằng ma cô dẫn con gái cho Khanh. Kiều bố, đấy là chúng con tự nguyện chứ không phải anh ấy. Mày là còn đánh binh nó hả? Kiều bác, có chuyện gì vậy bác? Anh là ai? Thủ trưởng, em là Lê Sơn, năm 72, bị địch vây trên đồi 27. Thủ trưởng mang quân đến giải vây, cứu em thủ trưởng không nhớ à? Kiều thủ trưởng, anh làm gì ở đây? Em là giám đốc nhà hàng này. Hôm nay thủ trưởng ở đây nhá, liên hoan với bọn em. Cảm ơn anh. Người lính mà tôi cứu năm xưa chết rồi, về con. Thủ trưởng, Quỳnh, ra ăn đi, còn đi học con. Con không ăn đâu mẹ ạ. Chuyện riêng tư của con, ông đừng quá. Không cứng rắn với nó có ngày hối không kịp. Con đi học đây bố mẹ ạ. Quỳnh, bắt đầu từ hôm nay bố sẽ đưa đón con đi học. Cảm ơn bố, con tự đi được ạ. Quỳnh, nhưng từ hôm nay thì không được, nghe chưa? Và bố cấm con từ nay không được quan hệ với nó nữa. Xuống. Hôm nay tôi đến để thông báo với các em một tin quan trọng. Sắp tới, Bộ Văn hóa sẽ kết hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp tuyển chọn những cặp múa đôi đẹp nhất để chuẩn bị dự cuộc thi múa đôi ở Atlantic. Trong cuộc thi này sẽ có nhiều cặp múa đôi của các đoàn trong toàn quốc tới tham dự. Trường ta sẽ chọn những cặp múa giỏi nhất để tham dự. Cặp nào muốn dự thi sẽ đăng ký với thầy Tùng chủ nhiệm. Quỳnh có đăng ký không? Cái gì? Úi giời. Cô chúc các em thành công tốt đẹp trong cuộc thi sắp tới. Nào, tiếp nào đăng ký nào. Em thầy em ạ. Em đứng đầu nhá. Em thầy thầy em với bạn Hương Dung. Em ạ. Em ạ. Thế còn Quỳnh? Kia Quỳnh. Tiết mục hơi thở tình yêu của em thế nào? Thế có bạn nào khác có thể tập với Quỳnh được không? Dạ, thế thầy, em ạ. Thôi được rồi, từ nay em với Quỳnh sẽ gấp rút tập với nhau, nhớ. Các em nghỉ đi. Quỳnh, em ở lại, tôi muốn nói chuyện với em một chút. Em không bằng lòng với sự phân công của tôi à? Dạ, có chứ ạ. Tôi thấy em không vui. Mà nghệ thuật thì không thể ép buộc. Nhưng nhớ là phải có tiết mục tốt nghiệp đấy. Dạ vâng. Thế Dũng dạo này làm gì?
rửa xe ạ. Ở nhà ông cậu phải không? Sao thầy lại biết ạ? Tôi biết chứ. Quỳnh ơi, Quỳnh, chúng mình sẽ chiếm giải nhất chứ. Với anh Dũng thì còn hy vọng chứ, với anh thì... Em đừng có coi thường anh. Dũng là cái thá gì? Đối với thiên hạ thì anh Dũng chẳng là cái gì, nhưng đối với anh thì anh Dũng gấp 10 lần anh. Con chào bố. Chuyện gì thế con? Không ạ. Hãy đợi nhá. Rồi không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Làm gì thế? Còn gì nữa? Cứ nhấc máy lên không nói thì nó chờ, hỏi thì nó dập máy xuống, có đến hàng chục lần rồi. Ông đừng làm thế. Bà muốn con gái bà làm gái nhảy ở quán bà, mình phải kiên quyết với nó chứ. Bà hiểu chưa?